Hi, chào mọi người nha. Thì hôm nay là một video mình sẽ luyện tập vẽ dáng người. Đó. Thì trong cái video này là mình sẽ vừa vẽ mà vừa hướng dẫn cho các bạn, chia sẻ với các bạn cái cách mà thường thường mình hay phác thảo vẽ dáng người như thế nào. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn hai cách. Ok, let's go. Rồi ha, thì trong video này mình sẽ vẽ mẫu nữ đang uống cà phê này, đang đọc sách, và một mẫu vẫn uống cà phê và đang xem điện thoại. Đây là hai mẫu mình cảm thấy khá ưng ý. Và đầu tiên thì cứ chuẩn bị cho mình một cái tờ giấy A4 và một cái bút chì. Đầu tiên thì như thường lệ thì mình vẫn phác thảo một cái shape ellipse ở phía trên hình trứng ngược á. Ở trong video trước thì mình cũng đã có hướng dẫn các bạn rồi, các bạn cũng có thể xem lại video đó ở trong cái phần mô tả nha. Đó, mình cứ phát những cái nét tròn và thẳng như thế này. Thì ở phía bên tay trái mình có để một cái sơ đồ hình hình mình nối các đường lại với nhau đó, cho các bạn dễ hình dung. Khi mà các bạn hình dung được cái các cái khối, các cái khớp và các cái đường nét của chân, tay, mặt, và khi chúng ta bắt đầu vẽ và nối lại với nhau thì chúng ta rất là dễ vẽ được một cái dáng người hoàn chỉnh nhé. Về cơ bản thì cái việc vẽ dáng người nó thực sự là nó không có khó lắm đâu các bạn. Khi các bạn đã biết được các phương pháp thì các bạn làm chủ được phương pháp thì các bạn vẽ dáng người nó rất là lẹ. Sau này khi mà các bạn vẽ trực tiếp á, các bạn vẽ cứng tay rồi, các bạn sẽ không cần phải đi phác thảo những cái hình khối như thế này nữa. Tại vì các bạn đã quen rồi, có nghĩa là cái nhìn của các bạn á, nó đã chắc nét rồi, cho nên là các bạn sẽ không bao giờ sợ là sai hình nữa. Cho nên là các bạn có thể vẽ trực tiếp, không cần phải phác thảo. Và có lẽ thì trong những cái video tiếp theo á, là mình sẽ làm những cái video đó. Mình sẽ hướng dẫn các bạn, chia sẻ với các bạn cái cách mà mình bắt đầu vẽ trực tiếp dáng người luôn. Chúng ta bỏ qua cái bước phát nét và xây dựng cấu trúc xương như thế này. Khi mình vẽ cái cơ thể người như như cái phong cách này thì mình gọi đây là cách vẽ dáng người theo kiểu hình que. Đó, mình nói nôm na như vậy. Thật ra thì có một số cách sẽ đơn giản hơn nữa. Thì trong video trước thì mình cũng đã làm một video cũng khá là chi tiết, thì các bạn có thể xem lại nha. Đó, sau khi mà chúng ta đã dựng xong cái phần sơ đồ hình nét ở bên tay trái thì mình bắt đầu mình nối cái phần thịt ở phía bên ngoài. Đó, chúng ta vẽ những cái phần tóc, tai, mắt, mũi. Chúng ta thêm chi tiết lên. Đó, là chúng ta đảm bảo được là cái tỷ lệ cơ thể và cái dáng nó sẽ không bị sai. Việc của chúng ta là chỉ có thêm mắt, mũi, miệng. Và các bạn nên nhớ rằng á, khi mà chúng ta tập vẽ, chúng ta đừng quá quan trọng vào cái chi tiết nào hết. Cái quan trọng nhất ở đây á, chúng ta phải vẽ cho đúng cái dáng cái đã. Đúng chuẩn các cái khớp, cái tỷ lệ người cho nó cân đối. Sau đó rồi mình mới bắt đầu chú trọng chi tiết. Nhưng mà thường thì cái vẽ ký họa và cái cách dựng hình á, thì mình không cần phải chi tiết quá đâu. Cơ bản là chúng ta vẽ ra được một cái form, một cái dáng người nó đẹp, đúng tỷ lệ là chúng ta đã thành công rồi. Đó, sau khi mà chúng ta vẽ xong hết đó, thì chúng ta dùng cái bút khác màu, chúng ta line nét lên. Ví dụ như mình thì mình sử dụng cái bút màu đỏ với cái bút màu đen nè. Mình line nét cái phần tóc với cái phần áo. Đó, cuối cùng là mình dùng cái cây màu xanh này nè. Mình line cái nét cái quần áo lại với nhau để cho các bạn có thể là dễ hình dung bên trong và bên ngoài. Mình
Mục đích á, là chúng ta vẽ là chúng ta để luyện tập cái khả năng bắt dáng và vẽ đúng dáng người. Đó. Vậy là cơ bản là hình thứ nhất là chúng ta đã vẽ xong rồi. Rất đơn giản phải không các bạn? Rồi ha. Tiếp theo là một mẫu nữ cũng đang uống cà phê, nhưng mà chúng ta thấy là mẫu nữ này đang cầm điện thoại. Thì trong cái góc quay này mình sẽ bắt đầu vẽ nó hơi chéo một chút xíu cho chúng ta có cái nhìn nó khác một chút xíu ha. Thì trong cái phương pháp thứ hai này mình vẽ là mình hay gọi cái phương pháp này là phương pháp phát nét. Phương pháp phát nét này là cái phương pháp mình sử dụng nhiều nhất trong các lần mình vẽ dáng người. Cũng có thể nói đây là cái phương pháp mà mình vẽ tất cả các dáng người mà mình muốn nó chuẩn á, thì mình hay sử dụng cái này nhất. Thì đó là đối với cá nhân mình nha. Còn mình cũng còn một số phương pháp để mình vẽ người nữa. Nhưng mà hôm nay mình sẽ giới thiệu cái phương pháp phát nét cho các bạn. Phát nét này thì nó đòi hỏi mình phải có một cái kỹ thuật nó cao hơn cái phương pháp hồi nãy, hơn phương pháp vẽ hình que. Tại vì sau khi mà chúng ta luyện vẽ hình que chắc tay rồi thì chúng ta bắt đầu lên cái phương pháp phát nét này. Tại vì cái phương pháp phát nét này chúng ta cũng rất là dễ bị sai nha. Nếu mà chúng ta luyện tập cái phương pháp vẽ hình que chưa chuẩn thì chúng ta chưa lên cái phát nét này được đâu. Cái phát nét này nó đòi hỏi là chúng ta cần phải có một cái thời gian luyện tập nó lâu dài. Sau khi cái phần phát nét này mà chúng ta mà học vững rồi á, thì chúng ta sẽ tiến tới một cái phần nữa, đó là cái phần gọi là vẽ neckline. Là chúng ta chỉ đi một nét một thôi. Chúng ta không cần phải phát tới phát lui như thế này, nó cũng mất thời gian lắm. Còn mà cái cảnh giới cao hơn nữa là chúng ta đặt cái bút vô và chúng ta vẽ trực tiếp luôn, không cần phát nét mà cũng không cần phải vẽ hình que gì hết á. Chúng ta cứ đi theo từng bước, nhưng mà chậm mà chắc nha các bạn. Chúng ta cũng đừng quá vội vàng hấp tấp gì hết, cứ từ từ mà luyện thôi. Sau khi mình phát nét xong á thì mình chỉ có tạo được một cái form cơ bản như thế này nè, rồi bắt đầu cái mình tỉa thêm tóc chi tiết này nọ vô. Mình xin nhắc lại một lần nữa, đó là khi mà chúng ta vẽ phát nét như thế này á, và vẽ cái dạng sketch như thế này phát thảo á, thì chúng ta đừng có quan trọng quá cái chi tiết nào hết, miễn sao là chúng ta tạo ra được một cái dáng hình cho người xem là người ta hình dung được đây là một cái dáng đang đi hay đang đứng hay là đang làm một cái công việc gì đó là được rồi. Chúng ta không phải là vẽ tả thực để chấm điểm nên chúng ta đừng có lo cái vấn đề đó. Rồi ha, khi mà chúng ta phát nét xong thì cũng như cái phần vẽ hình que thì chúng ta cũng dùng một cái bút màu đen. Chúng ta làm cho nổi bật các cái nét này lại. Mục đích là chúng ta sử dụng cái màu đen này, chúng ta vẽ lên là chúng ta kết thúc cái hình một cách chắc chắn, chúng ta không có bị dư thừa cái nét nào hết. Sau khi mà chúng ta phát nét màu bằng cái bút đen này xong á, thì mình sẽ dùng cái cục gôm á, mình bôi, mình tẩy hết. Thì cái kết quả cuối cùng ra nó rất là hoàn hảo. Đó, các bạn thấy không? Rất là đơn giản. Đó, đây là sản phẩm của mình. Rồi, ok, vậy là xong. Chúng ta với hai cái cách vẽ đơn giản đó của mình á, hy vọng rằng là các bạn sẽ tìm ra cho mình một cái cách vẽ dáng người nó phù hợp nhất. Cứ luyện tập từ từ và vẽ chậm rãi, thì đó là cái cách mình đúc kết vẽ dáng người nó như vậy. Qua nhiều năm tháng thì mình mới có cái cách vẽ đó. Thì còn cái cách vẽ mà chi tiết và đơn giản hơn nữa thì mình có để một cái link video ở trong cái phần mô tả, thì các bạn nào muốn xem lại cái video đó thì click vào đó và xem lại cái video đó. Thì còn video này thì mình vẽ thì có phần nó hơi nâng cao lên một chút xíu, nhưng mà mình cũng cố gắng làm đơn giản nhất cho các bạn xem. Ok, cảm ơn các bạn đã xem hết video mình tới đây, và hẹn gặp lại video tiếp theo.